Còn cái năm lỡ núi là Đúng cũng rồi, mấy cái đụng đúng. này nè, tôi ngủ một đêm sáng ngày thức dậy là cái núi nó có sập hết trơn, là đêm đó vậy là trên này là nó mưa lớn ở chỗ chỗ tôi đang ở Năm nè, lỡ núi con có ra này chưa? có nhưng mà con ngủ ở dưới chợ chỗ nhà của thằng Liêm mà Năm Phấn nha, ngủ đêm sáng ngày là nó ngó lên cái núi nó có sập chân vậy đó. Đã nó Thì lỡ đêm đó là đánh đi cá lên hái đó. mấy cái bụi tre mà bự cỡ nào, bụi tre là ông bứng có thể 10 người bứng một ngày chưa nổi nữa, mà mưa nó trôi hết có chỗ là hàng trăm bụi nó trôi nó đi tấp tấp hai bên bờ là hết, còn Anh mấy gì đó cái chết trên này bốn dưới năm lâm người viên đó á trên này, ha, anh chết bốn năm người ở đâu chết nhiều trên lắm, để tôi kể cho ông nghe. Rồi cái này? chỗ lâm viên này là xài mà nó có chấn ba trên á, nó cao lúc đầu, cái chấn ba đó là lúc đầu mà cát nó trôi xuống nó bồi lên tới chấn ba luôn, nhà nữa cái nhà lớn mà nó bự hơn, mà cái ô lúc đó nó đi công vậy nè, rồi cái mưa lớn rồi nước nó nhiều quá cái nó chảy lên trên, nó không đi theo cái đường công mà nó chảy được đường trên, chảy Chạy đường tắt trên em. chạy tắt, nước nó chảy tắt được lâu ngày cái nó khuyết xuống cái nó lở cục đá bự bằng cái nhà nó trôi luôn, là đá cục bự cục nhỏ gì cây cối gì nó trôi lởn nghển không biết là bao nhiêu, trên núi này theo tôi đếm là cả hàng trăm cái ô lớn nhỏ nó lở hết, dòm thấy có sập luôn, là trong cái chỗ gần cái ô lạnh trong một cột đó là ông cha con chàng là đêm đó nó dập chết luôn, Vô vui đâu xuống luôn là đỡ là được không rồi biết quá. ở đâu mà tìm, tại vì nó dập cát nó bít sâu lắm cả chừng vài mét vậy đó, Gần đây luôn á anh Tư. ở trong cái ô một cột cái đường chỗ mà trường bắn đi vô, rồi lúc đó người ta đi kiếm xác được cái người ta nguyện giá ta nói bây giờ nếu có linh thiêng cho người ta biết chỗ đó đi, tự nhiên dưới đất mà nó phúng cái máu nó ấy lên không, lên người ta giống như cái mà nước mà lên màu đỏ màu máu mới biết, đào xuống là ổng lôi ổng ra cái giò này nó có cục đá bự lắm đè lên là lấy không được, cuối cùng gịch ra là nó hư cái giò luôn, chết rồi nằm dập xuống nằm dưới, kéo Quá ra nặng mình dân mình còn giờ. bên cánh này là hai bà sư cô ba bà mà còn được bà, cái nhà ngay chân cặp cái mé suối đó, nó trôi một cái một là mất tiêu luôn, nhà cửa gì người gì mất tiêu luôn, có ông bà không biết làm sao còn lại được, còn như là đi mất chết tuốt xuống cầu Tà Đét xuống dưới bằng dưới luôn, Vậy nước là dữ dằn Nghệ An cái dắt bên đây luôn hả anh cái Thư? vách đó vách lâm viên, còn cái ông chàng đó là chết cái vách chỗ bên đường trường bắn bên đây, Một cột là cái núi đường này có nó lỗ hình tắt xuống hình nè, hình đường tam nước giác, xuống nè, ở Tức Trang. nó hình tam giác, nhưng mà cái vách bên trường bắn là chết phải ông chàng bên đó người ta bằng rẫy, rồi cái ông ngủ trong cái chòi ổng là cũng nằm cặp sát mấy ô, rồi lúc bình thường nó không có gì mà mưa nước nó nhiều quá là nó trôi cuốn cái chòi luôn, cuốn cha con luôn dập luôn, còn hai bà sư cô đó là chết là cũng cách cái am bả mà cặp cái mé suối Thanh Long này nó cuốn luôn, trời ơi nước dữ dằn lắm, tôi nói nghe. Mưa Có đêm mưa bữa đó đó mưa. em theo tôi biết là cỡ mình tính cỡ 3 giờ chiều, 3 giờ chiều mưa tới 9 giờ sáng 10 giờ bữa sau mưa vậy đó, mưa rút rắc rồi mưa lớn rút rắc mưa lớn tới cỡ 1-2 giờ đêm là đá lăn cục cục nó trôi Cái năm đó cậu đi sang trên Gò Chát lét lét. lâu chưa ông Tư? Lâu lắm rồi con. Năm lỡ núi là năm 83 Trời ơi. Vậy là trước cái vụ lỡ ở đây luôn ha. thì ví bốn chục dụ năm có rồi. lỡ núi cấm này lỡ Vậy là lần trước trước cái kỳ mà em lên đây ở với anh đó hả? trước Trước cậu lên lúc đó sau này rồi mới năm ba tám mấy năm. ba tại cậu lên nó chín mấy rồi, còn năm đó là Ba tám mươi mấy năm. vậy là năm đó là một trong những cái năm mà núi Cấm lở là chấn động nhất từ xưa tới Năm giờ đó luôn là Đúng rồi con. như 19 tháng tháng 10 hay gì đó cậu, hay là Chắc cả tháng 12 10 13 tháng thì 10 tao trời đi ra một đêm đó, săn trên ngày mùa lét mưa lét luôn, mùa mưa mà nói gần cuối mùa là cái mùa mưa mùa bắt đó con, mùa mưa già mưa mùa giao mùa nhau, ông không tha bà không tha đó. mùng 10 tháng 3 tháng 4 mùng 3 tháng 10 Mùa 3 tháng 10 Ủa cái cha con của cái chú kia kia mà bị đá nó vùi lấp vậy, cái lúc mà người ta đào lên là nó lấp cái khoảng sâu không ấy chú?
theo mình độ là nó trên 2 mét, Thôi ơi. trên 2 mét, nhưng mà có cái là nó lấp bích gì đâu biết ổng nằm đâu đâu có kiếp. Vô đầu lỡ bề ngang Nó là chừng vừa 200 trôi mét. đi mà vừa cát lấp lên nguyên một bãi dài các cây số vậy, có 500-700 mét vậy, là không biết đường đâu mà không kiếm. Nhưng mà người ta vợ con nguyện giá, nguyện giá xong rồi các đầu đi lội lội theo mấy cái mé mà cái ô đó cát lấp đó, dòm thấy cái chỗ đó sao mà cát gì đó mà nó có cái mà Nó nước xì phịch lên lên mà nó màu xì đỏ máu lên, ra. xì máu lên Ủa nhưng rồi nó mà mới đào. sao ngộ ra cái, nếu mà cái độ mà bình thường như mình nghĩ đó, nó dưới 2 mét, nó là cái mật độ đó, là cho dù cái thi thể của mình nó sình nó cũng không thể là nó soi được cái vấn đề Đúng rồi, cái đó đó sự là linh cũng thiêng. cái Linh cái này nghiệm. là mình nói nghe người ta nói bức néo không, Dạ nghe đúng. bức néo đó là mấy người này là người ta có cái tâm nguyện, người ta nói là nếu chết đó, là cái người nào mà người ta coi như kỵ đó lại là người ta Nghe bức néo đó, thì nó à, giống vậy đó. tức là mình giái xong mình kiếm cái người nào mà người đó không thích là lại đó Rồi cũng như là thí dụ như đi người thấy con vậy này đó. mà bất hiếu người ta từ rồi mà tới ngày đó đó lại là bức néo đó. Như đi kiếm thí vậy, đâu có biết người nào ghét người Còn nào, cái kiếm tiếng này ta giái là nó cũng như là người ta giống như giấy là học giang. máu dưới, là nó mới sôi 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 cái nước cái dưới đó, nó phì lên cái mặt đó mà nó lún làm sao tới trên thấy có màu đỏ Như ta xin đó. gian giấy, bắt đầu ở dưới người Còn ta mấy linh lần hiển mấy người ta cho cho lắm biết mới cái địa bị điểm, người ta mấy có em xác mấy nằm tháng dưới đó. trước mình. Trong đợt lở đó trên núi của mình năm đó Đi thiệt có một cái người nào mà mất tích luôn không thưa chú? Có nghĩa là hình như không nó tìm thấy có được cái xác người của người nào đó. mất tích, cái vụ đó thì mình không có nắm được, là tại Dạ. vì lúc đó là người ở trên núi này nó chưa có hộ khẩu, chưa có À, dân thưa thớt dân, lắm, nó đâu có chưa đường có xá cái như bây gì chính quyền rồi giờ kia, nó cũng chưa có đầy đủ như bây giờ. đâu à. Đâu có Nhưng đường mà cái xá gì đâu. là những người chết mình biết đó là bao nhiêu, còn cái vụ mà mất luôn là cái đó không có để ý, mình cũng không nghe nói. Nhưng mà nó chết Thưa là lắm mấy hồi người đó cộng dân lại dưới là đây theo tôi cũng. biết là cỡ 4 người 5 người gì đó à. Còn cái lở đó nếu mà tính theo dòng cái núi này nó là 30 cây số, một dách nó là 10 cây, nó nằm hình tam giác là giáp dòng đều lở hết, Thôi ơi. mấy cái ô lở hết thì cộng lên đếm là cả hàng trăm cái đường lở, Chàng không ơi. có sọc sọc cái chân là cây rồi, chứ cỏ với cây đó là nó lên bích chân, mà mưa nó mức độ là nó trôi luôn mấy cái đó hết. À, tre mà cái bụi mà mình nói cỡ chừng bề ngang cỡ 10 mét 5 mét rồi là nó trôi luôn hết xuống dưới triền, dưới nằm lển nghển dưới Thôi chân. vậy lỡ đất hết rồi còn gì đâu mà Ghê. Năm đó là khủng khiếp lắm. Nghe hì hì nửa đêm lỡ núi nó còn dữ lắm, rung rinh núi luôn. Con nghĩ nếu mà cái mật độ mưa như hiện nay á, mà muốn lỡ được cái núi cấm mình không phải là chuyện đơn giản, còn như những trận mưa Cái lớn vừa thằng rồi gì đâu có nó lỡ, đóng đất cầu mà tới nó mình lỡ là mưa cũng dữ lắm mới lỡ nổi. đúng. Bây giờ thì nó lại là nói vậy là nó đúng, còn hồi trước là nó không đúng. Là bây giờ là tại sao nó vậy, là tại vì bây giờ cái đường ô á là nó lở thành giống như là nước nó chảy thành cái đường suối nó thông rồi, còn hồi xưa là cây cối rồi nó mọc tùm lum hết rồi nó cản lại, là nước nó đầy tới mức độ là nó Chịu không tràn ra nổi. nó đi tắt nó mới lở. Hồi đó là cái sổ suối Thanh Long đó, là đó nó có một cái người ta gọi là cái đồi á, cái đồi nó bề cao lên độ vài chục mét, nó cao vậy đó, mà nó có cái lòng suối dưới mà nó đi cong cong vậy nè, cái đường ô nó không đi ngay, nhưng mà nước nó chảy quá nhiều đi, nó không có chảy nổi theo cái ô, nó không đủ sức, nó dư quá nó mới tràn, nó tràn nó mới đi tắt, đi ngang nó là đất đất nó mới lở lở từ từ từ, nước nó chảy mạnh riết rồi tới nó soi tới một cục đá nằm kế đó là nó trôi luôn, cục đá bằng cái nhà trôi luôn, là cái đụng nó đá nó dời tùm lum hết trơn, lăn khủng khiếp lắm. Có nghĩa là qua cái cảnh tượng đó là ông không có hình dung được, nó lạ cực kỳ đó. Cái Cái núi đường mà lở ông núi nhìn cấm này sáng một xịt. đêm sáng thức dậy là thấy cái núi có sọc, có nhìn thấy khác thường. Năm đó Đêm không biết đó phải cũng năm có năm thìn không chú á. hả, Chú Tư năm đó có không biết có phải năm không thìn không, nhớ, mưa dữ vậy chú Tư á. tôi nhớ là năm 83 đó, Năm 83 là qua rồi. tám mươi Năm ba thìn là năm mà lúc 78. đó là Đây hả? 13 tháng 10 hay gì đó, nhớ vậy thôi à. Là như chú Tư sống ở trên núi Cấm mình là từ nhỏ tới lớn tới hiện nay là cũng mấy chục năm, mà chỉ có lần đó là nhiều nhất là
gây thiệt hại nhiều đó hả chú? Không, nếu nói thiệt hại nhiều đó, là phải nói năm 78. Vẫn còn một cái trận lở năm 78 nữa. Không, phải nói khác chứ không có nói tới đó. À. Năm 78 á, là cái thiệt hại lớn nhất trên núi này là cái trận mà diệt chủng của bên Boss ở Ba Chúc á. À, à, à. Diệt chủng là nó tràn xuống, là dân mình đây là hàng mấy trăm người vô trong cái chùa Tâm Bửu á, là nghĩ là vô chùa Phật nó không giết, và hồi nó giết luôn. Rồi dân ở chung quanh nó giết tới mấy ngàn người lận. Nếu mà lúc đó đi gom xác, tôi đi gom là cộng lại luôn cả bộ đội, là luôn cả bên bốt hay là dân gì mình không biết, thì chỉ thấy cái sọ đầu mình tính thôi là cộng lại 5 ngàn. Nhưng mà nó ngộ cái này ngang, lúc đó là tôi đi gom lại đó, thì nó trong 5 ngàn cái sọ đó là nó có một cái sọ nó liền băng à. Đúng, mấy cái hình cái sọ của con người ta mình nó hình tam giác, nhưng mà nó có hai cái sọ là hình nó là có hai miễn, còn nhiêu là ba miễn không, mà đặc biệt có cái sọ là nó không có miễn nào mà nó liệt băng, mà nó có cái gân như cái gấu dừa, mà nó có cái đường gân vậy, còn nhiêu là nó nằm như cái răng cưa vậy đó, mà nó tuổi thọ cao, chia làm ba. Đó. Nó vậy đó, lúc đó tôi phát hiện là có một cái sọ đặc biệt, mà sau này khi người ta gom lại, đợt sau mà người ta vô nhà mồ tập thể đó, thì nó ai lấy hay hoặc để trong đó phức mắc à. Thì chứ lúc đó là cũng là du kích. Lúc đó là tôi chỉ đi gom xác, đi tiếp mấy anh là bên quân đội rồi phối hợp đi đó, là đi lại gom rồi máu còn dữ dằn. Cái hiện tượng mà trong chùa nó nhiều cái bàn tay người ta dính máu ấy lên chùa, còn 5 ngón tay thì rạnh luôn. Còn cái chỗ đường Ba Chúc, cái đường kinh Năm Xã, đồ cái kinh ta đạo đó, và theo cặp mấy kinh đó là xác nằm lừ hết rồi. Cái người phụ nữ là nó hiếp dâm rồi nó xôi cây vô trong cửa mình, rồi nó chói thúc ké bằng dây, rồi nó chùm chùm nhé, dữ dằn lắm. Lúc đó anh đi gom xác đồ tiếp luôn đó anh Tư? Lúc đó gom lại rồi chất xăng lên đốt nữa, bị nó sình thú quá rồi chôn gì nữa. Bởi vì mới gom cái sọ lại, lúc đó dân ta chạy hết rồi. Rồi bộ đội thì cũng mới có về đó chút đỉnh. Mới gom lại đem tập trung lên nhà mồ tập thể, là tổng lại lúc đó là mấy tôi đếm là 5 ngàn. Nhưng mà bây giờ theo người ta tính là cái dân nó chết 3 ngàn mấy. Còn trong khi 1 ngàn mấy đó là trong đó bên bót nó có nữa. Vì mình bắn qua lại thì chiến tranh mà, thì hai bên tổn thất, nhưng mà mình tổn thất là dân. Cái buổi đầu tiên mà khi mà chú tới cái chỗ, cái vị trí mà chú gom những cái xác của những người dân mình á, thì chắc có chú có cảm giác thế nào khi mà một cái, thí dụ như một người bình thường vô những cái nơi mà chết quá nhiều, thì những cái mùi hôi thối, những cái xác chết đó, thì chú có cảm giác chú có sợ hãi luôn đúng không chú? Không có đâu, tại vì cái thứ nhất á, mình đi là đâu phải đi một mình là chắc có thể cũng hơi rợn rợn. Nhưng mình đi đông mà lên làm thì ai cũng làm chung nhau rồi, đâu có gì đâu mà sợ nữa. Với lại người ta có trang bị cho mình cũng, thí dụ bao tay, khẩu trang rồi này kia. Đợi đó rồi cái mùi hôi đó là ta chế xăng vô người ta đốt, nó cũng bán mất cái mùi rồi. Đó, vậy đó. Lúc đó quân đội đi gom cũng đông. Đội với dân quân gọi là dân công quả tiến. Nhiều xã dân công quả tiến rồi bộ đội. Phối hợp lại chứ đâu phải một ba ngành đâu, nhiều lắm, lại người đi tiếp. Nhưng mà trong đó con nghĩ là mọi người khi lúc mình đi gom đó, thì mọi người lấy một cái lòng thương đối với tất cả những người dân của mình, cho nên là chắc nó không còn sự sợ hãi trong đó nữa. Nhiều khi còn nhưng mà cũng ít thôi. Không còn sợ hãi đâu, nhưng mà nó có những ban ngày đông quá mấy cái trăm con người mình lại... nói sự thật nghe. Nếu cái người hiền cỡ nào đi chăng nữa mà gặp cảnh tượng mà nó giết chóc dân mình làm gì đó, cái quốc hận mình nó cũng có. Chứ không phải là không đâu. Chính tôi là năm 77 trước cái thảm sát Ba Chúc đó, tôi là đi công tác chung với huyện đội, tỉnh đội, rồi đi vô cánh chỗ rừng Gọc Xây bây giờ nè. Đi vô vậy là tự nhiên thấy là trên 20 cái đầu, 20 cái đầu nó chặt mình đó, 20 cái đầu mà nó sọt thì nó cặm lên một dọc, 20 cái đếm là 20 cái. Tự nhiên là nước mắt mình rơi rơi, mình nói trong bụng ngang, tôi nói ủ mẹ mấy thằng này nữa sao mà chiến tranh mà tôi gặp là bắn là không có tha, tại vì quốc hận nghĩ vậy. Rồi tôi đi thêm một đoạn nữa là tôi gặp là hồi đó tôi kêu tài vụ á, mang nguyên một cái túi nhái tiền vậy nè, mà tiền là tiền đó là đổi năm 76 rồi, tiền ngụy á,
500 đổi lấy đồng mà năm 77 thì lúc tôi gặp là tiền nó hết giá trị, đâu có xài được. Mà nó đốt nó không cháy, tiền ở đó đốt không cháy, nó nham 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 vậy đó. Ờ, nguyên một cái túi nhái đựng theo như cái vỏ bàn nhỏ nhỏ, đầy một vỏ vậy. Gom lại đầy một vỏ tiền thấy ham vậy đó, mà không có xài được. Rồi lúc đó là mấy tôi đi đó là quánh với nó, lúc đó là nó cái kinh Vĩnh Tế mình đó, là biên giới đó, là mình bên đây nó bên kia, tôi kể này cho mấy ông nghe cũng hú hồn. Tại vì lúc đó là mấy ông phân công là mỗi một chốt vậy đó gác là hai thằng gác đựng mà thay phiên nhau, chứ một thằng sợ ngủ rồi nó qua không hay. Cái có thằng đó bộ đội mà nó người Bắc, nó nhát gì lắm, ai cũng không chịu ở chung chốt với nó chân. Cái tôi nói bụng nó đụng càng nhát càng tốt, ở chung tao mày nhát thì tao ngủ mày phải thức, mình cũng tính kiểu ăn gian. Cái đầu vô cái đầu nói bây giờ mày gác từ chiều này 6 giờ thì 6 giờ nó mới tối, 6 giờ tới 12 giờ đêm mày kêu tao đổi gác cho mày. Cái đầu tới 12 giờ nó kêu tôi, nó anh chưa, anh thức gì đổi gác. Tôi nói ừ, thế tôi nằm xuống ngủ nữa. Tôi ngủ nữa thì nó sợ quá, nó đâu dám ngủ, nó thức. Mà không ngờ cái tôi chơi vậy là cái đó cái sau này cái tai hại. Lúc mà bon bốt tràn qua nó la chô chô đó, tôi đang ngủ tôi có hay gì đâu mà mình hên, nó tràn qua không ngay chân chỗ tôi nghe chô chô dậy trời tiếng Campuchia không. Tới chừng tôi giật mình thức dậy là ảnh bỏ, ảnh chạy mất tiêu, bỏ tôi, ảnh đâu có kêu. Mình lo ngủ. Lúc đó là cỡ 3 giờ đêm rồi, 2-3 giờ rồi. Tính con mình đã dài. Tôi mới hú hồn hú vía là tôi nói chết mẹ rồi, bây giờ nghe tiếng Campuchia không, nó rộ vé chân rồi, bây giờ mình đi ra là nó bắn mình chết. Cái đầu tôi mới thấy vậy là tôi nhớ chỗ đó có cái ống bọng mà cỏ bù ngóc đó, nó bít luôn hai đầu rồi. Cái tôi biết chỗ đó ống bọng, tôi mới dạch cái lỗ, tôi chui trong tôi nằm. Tôi nằm đâu cỡ nửa tiếng hồ, tôi nói bụng, ủa mày mình nằm đây lỡ tới sáng mà mình thức dậy rồi cái mình đi ra sao được, ra nó thấy rồi mình chết rồi, không lẽ ở đây hoài đói cũng chết. Bây giờ tìm cách mình bò ra, bây giờ im rồi mình bò ra. Tôi bò ra ngoài đồng á, cách cứ khoảng chừng độ 100 mấy 200 mét à, thì cái kinh Vĩnh Tế đây là ra ngoài đồng cách chừng vài trăm mét. Xong rồi nó bắn trái sáng lên trời sắc rực cho nó giờ thấy tôi, nó la dậy trời trơn dùng đại liên với cái súng cả trăm khẩu chỉ ngay tôi, nó bắn tôi. Lúc đó tôi chạy thí rồi, tôi không còn kể, tôi chạy là tới nó dấp té luôn, nó bắn lần thứ loại là mình nói 12 ly lết á, nó cùng là nó lết chứ đừng có nói mà chạy không nổi gì đó. Là tôi té luôn, cái đầu tôi nghĩ là tôi bị thương rồi, mà giặt hồi tôi coi lại hai bên áo này nó rách luôn, mà nó trúng đạn mà cái áo phát phát diện trúng mà người tôi không có sao chứ. Cái đó có giống người có ai đỡ cho chú chứ sao mà. Còn cái thẹo chỗ này bây đạn giờ nhiều còn người thì sao nè. Còn cái vết đạn chỗ này nè, bây giờ còn cái miệng này luôn, là cái đó là nó bắn theo trái 79, nó bắn rớt ngay trước mặt tôi, chạy tới là bị chỗ cái ngực này nó nhăm hết trơn. Nhưng mà cái vết thương này lúc đó mổ ra là nó không thấy, còn lại còn đây nó chỗ gần tới bụng đáy luôn. Mổ ra lúc đó là tôi chạy thoát ra được rồi, tôi nói hú hồn hú vía. Coi lại là cái áo mà nó bị cái máy dấu đó, mà con người không sao mà nó bắn thêm trái 79 chặn đầu đó là nó mới bị thương. Mà bị thương cũng còn chạy được, mà nó bị ngay cái đùi này chạy muốn không nổi, mà lúc đó xa rồi nó không có rượt theo. Nhiều cái nguy hiểm cũng hên, nó không rượt, có phải rượt bắt chín luôn rồi tiêu. Gặp nó bắn cho nó bắt vậy. Trong cái tiếng họ la rền nó trơn, họ la chô chô là tấn công hả chú? Nó qua xong rồi chô là tấn công, tiến lên á. Nó gọi là tiến lên á. Chô là tiến lên. Chô, chô. Rồi trong những cái đợt mà chú đi gom những cái xác người đó, trong đợt đó chú nói được gom lại là mình phải đốt cho nó bớt đi cái mùi hôi hả chú? Đúng rồi, nó còn dính cái cũng như là cái thịt đồ kia còn chút đỉnh, nó dính cái nào nó chưa tan nó phải đốt. Còn cái nào nó tan mà thành xương không thì khỏi, gom lại. Rồi lúc đó cái mùi nó tanh dữ lắm. Nó thối tất cả cánh đồng luôn. Cái chỗ cái Ba Chúc đó là cái chùa Phi Lai, chùa Tâm Bủ, nó hai cái chùa cũng kế nhau đối diện. Nhưng mà bên cái chỗ chùa Phi Lai Tâm Bủ đó, là cái chỗ đó cái
trong cái chùa đó máu xem xét luôn. Tới mấy trăm người chết trong đó mà máu nó chảy ra, tôi nói cái những người ta nó chạy ta chụp dưới máu gì là ta chạy quảng, ta dịnh lên vết tường giấu nó năm ngón tay là rảnh nhóc hết trơn. Vì mà trong chùa không có không sống sót được người nào hết trơn. Có người còn sống. Cái người còn sống đó, cái người đó bị té xuống xỉu rồi nó nghỉ chết rồi nó bỏ luôn mới tỉnh lại. Mấy thầy chồng lên đó. Rồi mới còn đó, chứ nó không có tha ai hết trơn. Còn có một bà đẹp nhất, đẹp gái, cô đó chứ không ai nói bà. Nó bắt nó hiếp dâm trước mới đóng xác chết luôn. Nó có mấy người kia giết, còn cô đó hiếp dâm rồi nó mới giết sao. Độc lắm. Thứ gì nó rất không mà chứng minh một điều nó ác, nó đã làm gì rồi cái cây nó đâm vô cửa mình luôn. Còn lại bây giờ trong đó còn chụp hình rồi, cái cảnh nó còn chụp hình lại. Chứ lúc đó phim nó cũng ít nữa, nhưng mà người ta chụp hình. Hình trắng đen không? Trắng đen còn lại. Cái trong cái đợt mà mình đi hỗ trợ để mà gom lại những cái xác của những người mất thưa chú, là sau khoảng khi mà mình đuổi thao bên quốc xong á, thì khoảng thời gian bao nhiêu tháng thì mình mới vào đó mình làm cái việc đó chú? Cái đó sau này cũng hơi lâu à, vì làm cái nhà mộ mà đem lại để vô tập thể đó lâu, còn lúc kia gom đóng lại thôi. Cái lúc mà lúc gom đóng lại giết rồi, nó giết người rồi khoảng bao lâu mới lại gom xác? Nó giết người theo tôi độ là không tới 1 tháng là mình mới tới gom đó. Tại vì quýnh qua quýnh lại đuổi nó đi được hết rồi mình mới tới làm chuyện đó. Mà lại đó theo mấy cái kinh rồi nó chết nằm theo bà kinh nhiều lắm. Tại vì lúc đó người ta quảng hồn súng bắn, người ta chạy núp xuống kinh, mà xuống kinh nó đặt đại liên với kinh nó bắn theo cái đường kinh là nó ngay ra kinh, bây giờ kinh đào rồi xuống đó ngay cái tầm nhắm đại liên nó bắn chết trơn. Chết ghê lắm. Lúc đó là lúc đó xứ đó là không còn cái nhà nào nhà ấy đập banh sao. Trong cái những cái đợt chết đó, con có nghe một số cái người dân chia sẻ là những cái đứa con nít đó, thưa chú Tư, là họ nóng họ xé đôi vậy luôn hả chú Tư? Cái đó cũng có, nhưng mà những cái người người ta còn sống thì kể lại, chứ mình đâu có chứng kiến đâu mình thấy. Nhưng mà kể lại có, tại con nít thì làm gì, còn người lớn thì nó đủ cách. Nếu mà người nào chống lại thì nó bắn, còn chạy nó bắn. Mới đầu nó bắt mình, nó kêu mình đầu hàng. Nhưng mà đầu hàng rồi là nó đâu có tha. Phải đầu hàng mà nó tha, không có trẻ già bé lớn gì nó không tha. Giết hết. Đúng không?